Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thưa ngài cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Kính thưa quý vị và anh chị em, thực là ái ngại khi trong chương trình đầu năm mới này, chúng tôi phải gửi đến quý vị và anh chị em các thông tin liên quan đến coronavirus. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, vừa đưa ra cảnh cáo rằng tháng riêng này sẽ là tháng rất khó khăn vì biến thể Omicron đang lây lan rất nhanh và nhiều cơ sở y tế đang ngấp nghé mức quá tải. Lực thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Biến thể Omicron lây như cháy rừng tại Âu Châu. Đức Giáo Hoàng hủy bỏ chuyến thăm truyền thống tới máng cọ Chúa Giáng sinh ở quảng trường Thánh Phêrô. Bạn bị cảm lạnh, cúm hay COVID-19? Các chuyên gia giải thích cách phân biệt. Tin tức về đại dịch coronavirus và biến thể Omicron. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Biến thể Omicron lây như cháy rừng tại Âu Châu. Đức Giáo Hoàng hủy bỏ chuyến thăm truyền thống tới máng cỏ Chúa Giáng sinh ở quảng trường Thánh Phêrô. Hôm 30 tháng 12, phòng báo chí tòa thánh, nơi đã thông báo trước đây rằng sự kiện này sẽ được tổ chức như hàng năm, đã bất ngờ thông báo hủy bỏ. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết trước nguy cơ của biến thể Omicron, Đức Thánh Cha đã quyết định hủy bỏ chuyến thăm truyền thống tới máng cỏ Chúa Giáng sinh ở quảng trường Thánh Phêrô. Để tránh các cuộc tụ tập và hậu quả là nguy cơ lây nhiễm COVID-19, Đức Thánh Cha Francisco sẽ không đến thăm máng cỏ Chúa Giáng sinh ở quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Ý đang trải qua sự trỗi dậy của đại dịch COVID-19 sau lễ Giáng sinh. Vào ngày 29 tháng 12, chính phủ Ý đã báo cáo một kỷ lục về các trường hợp mới, hơn 98.000 ca nhiễm bệnh chỉ trong một ngày. Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành kinh chiều và hát kinh Te Deum tại Đền thờ Thánh Phêrô vào chiều 31 tháng 12 để tạ ơn Chúa về những ơn lành trong năm qua. Theo lệ thường, Ngài sẽ viếng máng cỏ Giáng sinh sau đó. Bạn bị cảm lạnh, cúm hay COVID-19? Các chuyên gia giải thích cách phân biệt. Bạn có bị đau họng, sổ mũi và đau nhức mình mẩy không? Nó có thể là cảm lạnh thông thường, một trường hợp cúm hoặc COVID-19. Cảm lạnh, cúm hay COVID-19 đều có những biểu hiện giống nhau, đôi khi khiến bạn khó phân biệt được đâu là bệnh do thời tiết gây ra hay do virus gây ra. Tỷ lệ các trường hợp nhiễm COVID-19 đang tăng phi mã sau khi biến thể Omicron được tìm thấy, nhưng số trường hợp nhập viện dường như vẫn ở mức tương đối thấp. Tiến sĩ Abdul El-Sayed, nhà dịch tễ học và cựu giám đốc điều hành Sở Y tế Detroit cho biết, đối với những người được tiêm chủng đầy đủ, đã có đủ bằng chứng cho thấy rằng việc nhiễm loại biến thể này có vẻ ít nghiêm trọng hơn. Điều quan trọng cần nhớ là vaccine giống như đưa ra lời kêu gọi đề phòng đối với hệ thống miễn dịch của bạn. Vì vậy, khả năng xác định, nhắm mục tiêu và tiêu diệt virus của nó sẽ cao hơn rất nhiều mỗi khi chúng ta sử dụng thêm một liều vaccine nữa. El-Sayed nói, điều hợp lý là các triệu chứng bạn gặp phải sẽ nhẹ hơn nếu bạn đã được tiêm phòng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể xem nhẹ các bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là khi tính đến nguy cơ quá tải của các hệ thống chăm sóc sức khỏe. Ông nói, nguy cơ mắc bệnh nặng của mỗi cá nhân có thể thấp hơn, nhưng điều đó không có nghĩa bao nhiêu ở bình diện xã hội. Ngay cả một tỷ lệ dân số nhiễm bệnh tương đối nhỏ của một quốc gia tương đối đông dân cũng có thể là một thảm họa lớn. Theo bác sĩ El-Sayed, xét nghiệm là cách tốt nhất để biết mình có bị nhiễm coronavirus hay không. Tuy nhiên, với tốc độ lây lan quá nhanh như hiện nay, nếu chỉ cảm cúm sơ sài mà cũng đi xét nghiệm, thì có khả năng tạo ra tình trạng quá tải cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe. Năng lui tới những chỗ đó cũng không phải là điều nên làm. Vạn bất đắc dĩ hãy đến những nơi ấy, đặc biệt là trong các hoàn cảnh phải chờ đợi lâu giờ. Vì thế, tốt nhất ta nên biết cách phân biệt cảm,
cúm sơ sài hay thực sự đã nhiễm coronavirus. El Sayed cho biết, các dấu hiệu ban đầu của cảm lạnh, cúm và COVID-19 có xu hướng tương tự nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa cảm và cúm là các triệu chứng trong trường hợp bị cảm có xu hướng tiệm tiến, tăng lên từ từ, trong khi cúm gây ra các triệu chứng bất thình lình. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, cả COVID-19 và cúm thường gây ra các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau người, đau họng, khó thở và nôn mửa hoặc tiêu chảy. Theo bác sĩ El Sayed, nếu bạn cảm thấy mất vị giác và khứu giác, thì hầu như chắc chắn bạn nhiễm coronavirus rồi. Đó là hai dấu hiệu cảnh báo lớn nhất của nhiễm trùng COVID-19. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, với biến thể Omicron, hai triệu chứng này có thể không rõ ràng ở một số người. Câu hỏi tiếp theo là bạn có bị đau đầu và ho khan không? Đau đầu và ho khan là hai triệu chứng nổi bật trong trường hợp nhiễm coronavirus. Các bác sĩ thường phân biệt nhiễm trùng COVID-19 và cúm bằng chứng đau đầu và ho khan thường đi kèm với nó. Ông cảnh báo, đối với những người đang cảm thấy đau ngực nghiêm trọng, đặc biệt là khi ho khan ngày càng trở nên tồi tệ hơn, đó là lúc bạn thực sự nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng mất vị giác, mất khứu giác, đau đầu và ho khan càng lúc càng dữ dội, bạn nên hỏi, có ai mà tôi tiếp xúc đã bị nhiễm COVID không? Ngay cả khi bạn chưa cảm thấy các triệu chứng, tốt nhất nên thận trọng nếu bạn ở gần một người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ông nói, chúng ta hãy nhớ rằng biến thể Omicron đang lan truyền như cháy rừng. Tháng Giêng sẽ là một tháng thực sự khó khăn vì biến thể Omicron đang gây ra một làn sóng đột biến các trường hợp nhiễm trùng. CDC cảnh báo rằng, đối với những người đã tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 nhưng không cảm thấy các triệu chứng, thì có khả năng virus chưa phát triển đủ để xuất hiện trong một xét nghiệm nhanh. Trong trường hợp đó, tốt nhất là đợi 5 ngày sau khi tiếp xúc với bệnh nhân rồi hãy đi thử nghiệm và tiếp tục theo dõi. Cho dù đó là COVID-19, cúm hay cảm lạnh thông thường, trước sự lây lan như cháy rừng của biến thể Omicron, cách ly ngay với người nhà luôn luôn là một ý tưởng tốt. Tin tức về đại dịch coronavirus và biến thể Omicron. Ngay sau lễ Giáng sinh, Hoa Kỳ và một số quốc gia Âu Châu đã phá vỡ các kỷ lục COVID-19 của họ khi biến thể Omicron lan rộng khắp thế giới. Tháng Giêng được nhận định là tháng khó khăn của nhiều quốc gia trên thế giới. Như tại Hoa Kỳ, mức trung bình trong 7 ngày qua là 254.496 trường hợp nhiễm coronavirus trong một ngày, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins. Đó là con số cao nhất từ trước đến nay trong suốt thời gian đại dịch. Con số này đánh bại kỷ lục trước đó với 251.989 ca nhiễm mới, được thiết lập vào ngày 11 tháng Giêng năm 2021. Số ca nhập viện và tử vong không có tốc độ tăng tương tự, nhưng đây là những chỉ số tụt hậu, nghĩa là người ta chỉ có thể thấy hiệu quả thực sự của sự gia tăng các trường hợp nhiễm bệnh nhiều tuần sau đó. Tuy nhiên, số ca nhập viện của bệnh nhi COVID-19 trên toàn quốc đang gần đạt mức cao kỷ lục, được thiết lập vào tháng 9. Trung bình, khoảng 305 trẻ em nhập viện vì COVID-19 vào bất kỳ ngày nào trong tuần lễ sau Giáng sinh, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Vương quốc Anh hôm thứ Ba, quốc gia này một lần nữa phá vỡ kỷ lục các ca nhiễm COVID-19 với 129.471 ca nhiễm mới. Tỷ lệ nhập viện vì COVID-19 ở Anh đã tăng 25% trong vòng một tuần, nhưng chính phủ cho biết sẽ không có thêm hạn chế nào. Hôm thứ Tư, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết biến thể Omicron nhẹ hơn chủng Delta, nhưng tiếp tục gây ra các vấn đề thực sự. Đồng thời kêu gọi công chúng tiêm chủng hoặc tiêm liều tăng cường nếu đủ điều kiện để tránh phải nhập viện. Tại Pháp, các nhà chức trách đã báo cáo mức cao kỷ lục 179.000
807 trường hợp được xác nhận là nhiễm bệnh mới trong khoảng thời gian 24 giờ vào hôm thứ Ba 28 tháng 12. Bất chấp sự gia tăng số ca nhập viện và một số lớn các cơ sở ICU được ghi nhận là quá tải, dữ liệu của Pháp cho thấy số ca tử vong ít hơn. Trong 24 giờ qua, Pháp ghi nhận 290 ca tử vong liên quan đến COVID-19, 484 người nhập viện và 83 người nằm trên giường ICU. Một năm trước, cả nước ghi nhận 363 trường hợp tử vong, 25 trường hợp nhập viện và 44 người được chăm sóc đặc biệt. Tại Tây Ban Nha, Bộ Y tế của nước này thông báo 99.671 trường hợp nhiễm bệnh mới vào hôm thứ Ba. Đó là con số cao nhất trong một ngày kể từ khi bắt đầu đại dịch. Con số này là gấp đôi so với kỷ lục được thiết lập chỉ một tuần trước. Tại Ý, Ý cũng báo cáo các trường hợp nhiễm bệnh mới hàng ngày cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch, với 78.313 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận hôm 31 tháng 12. Ý cũng có con số thấp hơn các trường hợp phải nhập viện và các trường hợp tử vong khi so sánh với dữ liệu từ năm 2020. Trong cùng kỳ năm ngoái, Ý ghi nhận 8.585 ca nhiễm mới, 445 trường hợp tử vong có liên quan COVID-19 và 2.565 giường chăm sóc đặc biệt. Hôm thứ Ba, 28 tháng 12, Ý báo cáo 202 trường hợp tử vong và 1.145 người phải được chăm sóc đặc biệt. Tại Bồ Đào Nha, Bồ Đào Nha cũng đã ghi nhận số ca mắc mới hàng ngày cao nhất từ trước đến nay, với tổng số 17.172 ca nhiễm coronavirus mới. Bộ Y tế nước này cho biết như trên hôm thứ Ba 28 tháng 12. Mặc dù số ca nhiễm gia tăng, các nhà chức trách đã thấy số ca tử vong, số ca nhập viện và số người cần chăm sóc đặc biệt giảm 70% trong kỳ Giáng sinh so với năm trước. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.